Ta cùng vào bài tập nào. Bài tập số 1. Tính theo cách thuận tiện nhất. Bài tập của cô như sau. Cô có 19 cộng 199 cộng 1999 cộng với 19.999. Vậy bài này làm thế nào để cô tính nhanh được? Cô sẽ vận dụng tính chất cơ bản nào? Các con hãy cùng giải với cô và xem cô Ngọc Lan hướng dẫn các con cách nhẩm, cách làm bằng vận dụng tính chất cơ bản nào nhé. Bây giờ các con nhìn vào này. Bây giờ khi cô thêm vào một số A đơn vị, rồi cô lại bớt ở số đó đi A đơn vị, thì số đó có thay đổi gì không các con? Sẽ không thay đổi đúng không nào? Vậy thì cô đã vận dụng tính chất thêm bớt cùng một số hạng vào một số tự nhiên. Ta sẽ được một số mới chính là bằng số ban đầu để ta cùng làm bài toán. 19 cộng với 199 cộng với 1999 cộng với 19.999. Ta sẽ thực hiện như sau. Cô giải bằng cách thêm vào số hạng thứ nhất một đơn vị. Đây, số 19, cô sẽ thêm vào nó một đơn vị để tạo thành 20. Nhưng cô lại trừ đi một đơn vị. Như vậy, cô sẽ bằng 19. 19 chính là bằng 20 trừ 1. Vậy thì 199 sẽ bằng bao nhiêu? 199 sẽ bằng 200 trừ 1. Đúng không nào? Như vậy cô thêm 1 rồi cô lại bớt 1. Tiếp tục này, 1999 cô thêm 1 bằng 2000. Nhưng rồi cô lại bớt đi 1, cô vẫn bằng chính số đó.